Chào các bạn, chào mừng đã đến với kênh Ivy Đoàn Cuộc Sống Mỹ Vlog nha. Hôm nay Ivy muốn chia sẻ với các bạn một cái phong cảnh rất là đẹp và rất là hoang dã tại cái con đường mà Ivy đang đi bộ này các bạn. Đây là một cái con đường rất là nhỏ dành riêng cho những người đi bộ để họ có thể thư giãn và hít thở không khí trong lành của thiên nhiên nè. Đây là một cái con suối nhỏ đó các bạn. Nghe tiếng suối chảy róc rách thật là thoải mái quá các bạn ơi. Ivy sẽ di chuyển cái camera qua cái phía bên kia nha. Ở đây nó có một cái con đường mòn nhỏ như vậy á, dành cho những người đi bộ á các bạn. Bên này Ivy sẽ đi từ từ qua phía bên kia của con suối. Mọi người nghe tiếng nước chảy không? Có cái những cái cây cổ thụ mà nó ngã xong cái nó nằm rêu nó bám lên, nhìn rất là hoang dã, nhìn rất là thư giãn các bạn ơi. Cây cối mọc âm tầm luôn, chim rồi nè, nó hót nước chuỗi nước suối nè, chảy rong rêu. Đây, các bạn nhìn thấy rõ không? Cái cây này nó rong rêu. Nó cao ghê chưa? Nó cao quá. Bây giờ mọi người đi bộ với Ivy nha. Đây là cái con đường mà những người mà thích đi bộ các bạn, những ai mà muốn thư giãn những ngày không đi làm hoặc là cuối tuần thường hay đi ra đây dẫn chó đi bộ nè. Thì cái con đường này nó rất là ngắn thôi. Nó bao quanh cái khu căn hộ mà Ivy đang ở. Rất là yên tĩnh luôn. Mình cũng không thể tin được rằng cái khu mà trung tâm thành phố các bạn ồn ào mà nó lại có những cái con đường nhỏ như vậy, cây cối xanh tươi để cho những ai muốn xả stress á, muốn tận hưởng không khí trong lành. Ở đây nó còn có một cái con đường nhỏ nữa nè. Các bạn thấy ở đây nó có cái thùng rác không? Thùng rác cho những ai mà muốn bỏ rác á, hoặc là những ai mà muốn dẫn chó đi bộ mà lỡ nó có ị ra thì người ta đùm vào trong cái bọc ni lông xong người ta bỏ vào thùng rác. Đây là cái bản đồ của nó nè. Đây là cái bản đồ. Nhìn những cái cây này chắc cũng lâu lắm rồi các bạn. Nó rong rêu bù đầy luôn. Cao thiệt là cao. Yên tĩnh ghê, chim hót nè. Cái gốc cây đằng kia nó bị ngã rồi, nhưng mà anh Vi nghĩ chắc nó rất là to luôn á. Cây cối không luôn à. Yên bình quá các bạn ha. Trước mặt của Ivy còn có một cái con suối nhỏ nữa các bạn ơi. Ivy sẽ đi từ từ để cho các bạn chiêm ngưỡng được cái tiếng nghe được cái tiếng nước chảy róc rách nè, và đồng thời là chiêm ngưỡng được cái vẻ đẹp thiên nhiên nó ban tặng lại nè các bạn ơi. Nó nói là cái cầu nhỏ này không quá 5.000 pounds. Các bạn nhìn thấy nước chảy không? Có đá đồ nữa nè. Không biết là con suối này từ đâu nó chảy tới đó các bạn. Đây. Con suối này nó chảy chắc dọc theo cái con đường mòn này quá. Mọi người nghe tiếng nước chảy thật là yên bình ha. Thì lâu lâu AV cũng muốn xem thêm những cái video như vậy để mọi người giải trí một tí á, để
không có phải nghe những cái video về tin tức, về tin Hoa Kỳ, về dịch bệnh quá nhiều làm con người mình nó bị stress rồi nó bị căng thẳng á. Cho nên lâu lâu AT muốn xem những cái video giải trí như vậy để mọi người có thể thay đổi chủ đề một tí, đồng thời là có thể vẫn ủng hộ AV ha. Đây, mọi người thấy cái nước chảy ha. Ở bên Việt Nam thì mọi AV nghĩ rằng những cái cảnh như vậy nó quá bình thường rồi. Nhưng mà khi mà AV qua đây rồi đó các bạn, thì những cái khung cảnh như thế này nó rất là tuyệt vời. Bên này thì chỉ có thấy xe rồi thấy mấy cái building. Đây, nước chảy róc rách luôn. Tươi, nó trong ghê các bạn, không thấy cá, thấy nước thôi à. Cây cối om sầm luôn. Tuyệt vời quá các bạn ơi, AV thích quá à. Nè, nước nó chảy nè. Rồi nó có mấy cái con cái sàn nhỏ nhỏ nữa. Cái này giống như là cái nhà thiền á. Tối nào AV cũng phải mở những cái nhạc thiền, mở những cái nhạc meditation music rồi AV mới ngủ được các bạn ơi, để cho cái tâm hồn của mình nó bình yên lại á. Đây, mọi người thấy nước chảy không? AV sẽ chia sẻ với mọi người những cái khung cảnh về những cái tòa nhà, những cái khu trung tâm mua sắm, đường xá ở Mỹ sau ha. AV muốn chia sẻ những cái cảnh đơn giản này trước. Mình tiếp tục thôi. AV nghĩ con suối này nó tiếp tục chảy ra đây nè. Chảy róc rách ra đây nè. Nó chảy dọc theo cái con đường mòn luôn nè. Nước ở đâu nó nhiễu xuống dữ ta. Yên tĩnh quá, bình yên quá. Mọi người xem kênh của AV thì cố gắng tận hưởng cái giây phút này các bạn nha. Nước chảy róc rách luôn mọi người ơi, thích quá. Cứ chảy chảy hồi vậy luôn á. Bây giờ AV sẽ muốn giới thiệu với các bạn một cái phong cảnh, một cái chỗ mà AV nghĩ rằng có nhiều người cũng đã biết rồi nhưng mà cũng có nhiều người cũng chưa bao giờ biết đến cái này, thì AV sẽ giới thiệu với mọi người nha. Ô hoa này các bạn ơi, hoa màu trắng. Bây giờ AV sẽ đi đến cái chỗ mà AV muốn giới thiệu cho mọi người nha. Đây là cái một cái chuẩn bị nó tới giống như một cái đập á các bạn, giống như một cái thang á. Cái này là một cái phần ở bên kia của cái thang. AV sẽ đi qua bên kia để giới thiệu với mọi người kỹ hơn nha. Mọi người thấy nước chảy ha. Mũi ở dưới nè kìa. Nước nó đục kìa. Đó. Mọi người thấy cái đập ở đằng kia không? Nước chảy to ghê luôn á. Ầm ầm luôn. Của cái nè, các bạn thấy nước chảy không? Đây là một bên của cái thành cầu. Bây giờ AV sẽ đi qua phía bên kia nha. Ồ, mọi người thấy không? Đây là cái giống như là cái đập vậy. Đây là cái salmon ladder, là cái tầng bậc cho cái con cá hồi á các bạn. AV sẽ di chuyển qua phía bên tay phải của AV nè. Đó, mọi người thấy rõ chưa? Mọi người thấy rõ không ta? Đây phía bên tay phải của AV á, nó là cái salmon ladder, có nghĩa là từng bậc thang cho con cá hồi nó bơi đi đó các bạn. Còn phía bên tay trái thì cũng là cái
một phần của cái con suối, nhưng mà nó nước chảy, nó chảy trực tiếp, nó không có cái bậc thang, nên là cá nó nếu mà nó bơi thẳng theo cái dòng nước như vậy thì nó sẽ bị ngợp á. Còn cái bậc thang này á, thì giúp cho những con cá hồi nó sẽ bơi từng bậc như vậy, nó sẽ không bị ngợp nước. Và đồng thời cá hồi là một trong những loài cá mà bơi ngược dòng sông, thì có nghĩa là lúc mà nó sinh ra thì nó sinh ra ở nước ngọt, sau đó nó sẽ bơi di cư ra biển để tìm thức ăn, hay là trong cái quá trình nó đi như vậy thì nó lớn lên á. Nó lớn lên xong rồi nó sẽ quay ngược, bơi ngược dòng sông, dòng suối để về cái nơi mà nó đã sinh ra để nó đẻ trứng. Thì nó sinh ở nước ngọt, nó bơi ra biển là nước mặn, sau đó nó bay ngược dòng, nó quay về nước ngọt để nó sinh sôi, nó đẻ trứng. Thì những cái bậc thang như vậy thì giúp cho cá hồi nó sẽ nhảy từng bậc như vậy, nó sẽ bơi ngược lên á. Còn nếu mà không có những cái bậc như vậy á thì cá hồi nó sẽ bay ngược, bơi ngược lại thì nó rất là khó, tại vì cái sức cản của nước á nó rất là khó. Thì còn nên là người dân ở đây đã xây cái bậc thang như vậy giúp cho cá hồi nó bay ngược dòng. Thì tiểu bang của AV rất là nổi tiếng về cá hồi. Cá hồi là một trong những loài cá nó rất là đầy đủ chất dinh dưỡng nè. Người ta cũng rất là thích ăn cá hồi. Có nhiều loại cá hồi lắm các bạn ơi. Đây thì nó sẽ bơi theo cái bậc thang này xuống từ dưới đằng kia. AV sẽ đi lần lần đi xuống ở dưới cho mọi người thấy nha. Ở đây này đây, mọi người thấy ở đây nó có một cái miệng ha. Sẽ có một cái lỗ nè, nó sẽ chảy từng dần lần xuống dưới đó. Đây. AV sẽ đi xuống dưới kia cho mọi người thấy rõ hơn nè. Lúc nãy là AV ở đứng ở trên cầu á, thì AV quay xuống, bây giờ AV đứng ở dưới này, mọi người thấy rõ không? Nó sẽ chảy từng bậc như vậy á. Sẽ ra cái miệng này đây, thì nó sẽ chảy xuống qua cái miệng ở cái phòng này, rồi nó chảy xuống ở đằng kia, nó nhập vô luôn cái dòng suối lớn ha. Đây thì đây là một trong những cái điều thú vị mà AV muốn chia sẻ với mọi người. Thì cái đây là người ta gọi là salmon ladder hoặc là fish way á, đường đi của cá, giúp cho những cái con cá nào mà nó bơi ngược dòng lại từ biển về sông về suối nơi mà nó sinh ra để nó đẻ trứng. Thì cá hồi là một trong những loài cá mà người ta biết rằng là nó sẽ sau khi mà nó sinh ra ở nước ngọt thì nó sẽ di cư ra biển xong rồi sau đó từ một thời gian nó sẽ bay ngược dòng về cái nơi mà nó sinh ra về nước ngọt á, thì nó đẻ trứng á. Thì ở trong cái nghĩa chính của nó có nghĩa là nhảy, cá hồi nó nhảy ghê lắm đó các bạn. Thì đây là cái video AV muốn chia sẻ với mọi người về cái phong cảnh mà AV đi bộ và thư giãn ngày hôm nay. Hy vọng rằng là các bạn sẽ thích video này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Hãy đăng ký kênh, nhấn nút subscribe, like, comment, share cái video này cho nhiều người cùng biết nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye mọi người.